Thì tóm lại mình đang ở sân bay. Hôm nay mình ở gì sẽ đi dự một cái sự kiện ở bên Singapore. Nói chung là cái sự kiện này chỉ dành cho xa fan thôi. Còn đây nhân vật này là đi ké thôi. Hôm nay bọn mình sẽ đi dự sự kiện Galaxy S23. Galaxy Unpacked. Đây sẽ là cái sự kiện mà giới thiệu những cái mẫu flagship mới nhất của dòng S và dòng S23. Đúng rồi. Và chắc chắn là các bạn nhìn thấy là cái sự hào hứng của CQ là biết là cái tình cảm của Samsung là to lớn như thế nào. Đúng rồi đấy. Cuối năm kéo tao đi Mỹ. Trời ơi. Đấy, các bạn cứ bảo là làm sao fan thì được cái gì. Đây, tôi hôm nay tôi sẽ cho các bạn mở mắt ra nhá. Xem làm sao fan thì được những quyền lợi gì. Tí nữa là cái khách sạn là bọn mình sẽ ở cái khách sạn 5 sao. Thì về tôi sẽ cùng các bạn xem là còn thật là khách sạn 5 sao không. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên máy bay. Trước tiên là được bay Vietnam Airlines hạng thương gia phổ thông. Thương gia đình. Tôi vào. Sau 3 tiếng bay và 20 phút di chuyển thì mình đã tới khách sạn. Ngày Samsung sẽ cho ở một khách sạn 5 sao khá trung tâm. Đấy, thì mình cũng sẽ quay nhanh cho các bạn bên ngoài sẽ như nào. With hotel. Đấy. Đèn lồng, đèn lít các kiểu. Khách sạn Thụy Sĩ mà lại đèn lồng ấy. Đấy. Cao quá. Đấy, sau một hồi cuối cùng đã đến khách sạn, bây giờ đến phòng nhận nào. Thì cái tòa nhà là có bao nhiêu tầng nhỉ? Bảy mấy tầng. Và xem trong phòng có gì không? Ôi, tòa Singapore. Công nhận là Singapore sạch sẽ, quy hoạch chuẩn thật. Này, còn đây là phòng của mình, là Duy. Đẹp luôn. Tủ lạnh các kiểu, máy pha cà phê đúng không? Có cả mấy cái phim cà phê. Còn đây là phòng vệ sinh. Làm San Fan cũng sướng thật. Chứ mà ăn và chơi này. Đúng là sạn cho San Fan khác. Đi dạo một tí về người ta đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Nhưng mà sao lại là táo nhỉ? 3 hours later. Buổi chiều vất vả thì bọn tôi đã đi ăn. Ăn cũng uống cũng khá đạm bạc. Rất là đạm bạc. Toàn đạm rồi. Gọi sơ cái 10 món thì không dám ăn nhiều. Bọn con ở nhà ăn cơm cũng có phải thấy được cái cảnh ở đâu. Ăn phải ăn thịt bò, ăn lươn. Tiền không có phải ăn những cái đồ sống. Không được ăn đồ chín. Ôi, ăn này tao hơi no rồi. Này, sau khi ăn xong thì bọn mình sẽ đi tới buổi xem ra mắt. Galaxy Unpacked. 6 hours later. 12 giờ đêm bọn mình sẽ được đưa tới một cái rạp chiếu phim xem trực tiếp sự kiện ra mắt Galaxy S23, xem sẽ có những cái gì diễn ra nào. Thì rạp chiếu phim sẽ như này đây. Đấy, bên trong. Đây, đúng là một cái rạp chiếu phim. Đấy. Chắc không biết có tí có bỏng ngô không. À. Ui. Để giống trong một buổi chiếu phim thì Samsung đã chuẩn bị cho mình bỏng ngô. Là uy tín chưa ạ? Uy tín chưa ạ? Mình đi đâu ấy nhỉ? Samsung. Nhớ nhá. Bắt đầu vào chiếu phim. Wow. Cái điểm nhấn lớn nhất của thế hệ mới chắc là sẽ là camera chụp đêm. 2 a.m. Singapore time in just about 15 minutes. Thank you for all joining us today. This is an extraordinary moment. More than ever, people turn to brands they trust for the tools on which they can depend. It means big. It means bold. It means the best of the best. Dùng Samsung đi em. Em sẽ hiểu được cái cảm giác của anh bây giờ. Sau buổi xem thì hôm nay bọn mình sẽ có một trải nghiệm. Trải nghiệm trên tay Galaxy S23. Một cái buổi workshop chia sẻ một vài điều về Galaxy S23. Mình sẽ được phát một cái bài influencer đấy. Sau khi đi bộ một hồi thì sẽ lên xe điện. Bên trong khu vực trải nghiệm. Samsung chuẩn bị cho mỗi chỗ một
món quà, đồ uống các thứ. Đây, chính tiết bên trong sẽ có một màn hình, tí nữa sẽ có người lên chia sẻ về Galaxy S23. Đây là khu trải nghiệm về hiệu năng của Galaxy S23 Ultra. Nếu chúng ta hình dung ra được là hiệu năng của máy nó mạnh như thế nào. Ở 10 nước ASEAN sẽ tập trung ở đây để trải nghiệm Galaxy S23. Và thêm nữa là mỗi nước thì cũng mời rất giới hạn, chỉ khoảng 4-5 người thôi đấy. Thì may mắn là mình ở Duy cũng được ở trong danh sách đấy. Đủ các phiên bản màu sắc của Galaxy S23 luôn. Là mày màu nào cũng đẹp thật. Màu xanh hơi xám xám. Đây là màu hơi tím hồng. Nhưng màu trắng như là trắng hơi be một chút. Đen. Đen rất sâu. Bên cạnh đấy thì là Galaxy S23 và máy chiếu tích hợp rất nhiều những công nghệ smart thing, nghĩa là cũng sẽ đồng bộ với những phụ kiện, là cũng có rất nhiều màu sắc. Bên trong này thì có rất nhiều những cái phụ kiện để cho máy đây. Các bạn Gen Z sẽ rất thích những cái này. Đây là một khu rất đặc biệt, các bạn có thể vào để trải nghiệm cái tính năng chụp đêm. Người có thể vào trong này để trải nghiệm cái tính năng chụp đêm. Sau các loạt hoạt động sáng và chiều thì bây giờ buổi tối bọn mình sẽ đi chụp ảnh đêm. Một trong những cái tính năng mà được nhấn mạnh nhất của dòng Galaxy S23 mới thì xem cái camera 200 megapixel nào đẹp quá. Đây. Cảm nhận ban đầu là ra hình ảnh chân thật luôn. Nói chung là ở chỗ này nó có rất nhiều luồng ánh sáng khác nhau đấy, nhưng mà nó vẫn giữ được những chất lượng ánh sáng. Những cái đèn này, ví dụ như cái đèn này, các chi tiết vẫn còn khá tốt. Đây là cũng là một cái video được quay bằng Galaxy S23 luôn. Nhưng mà chất lượng quay buổi tối thấy cũng khá ok chứ nhỉ. Một ngày rất dài, rất nhiều hoạt động. Hôm nay anh em chúng tôi đi bộ phải ôi rồi, 12.000 bước luôn. Chúng là đi về. Khám phá Singapore thế là đủ rồi nhá. Sau buổi ra mắt thì bọn mình sẽ được phát một chiếc Galaxy S23 Ultra như này, và mình sẽ sử dụng nó trong xuyên suốt chuyến đi tại Singapore. Và đặc biệt hơn nữa là khi về Việt Nam, mình sẽ được tặng một chiếc y hệt như này và bộ tím. Đấy, chắc chắn là các bạn sẽ thấy là mình thời gian tới sẽ sử dụng Galaxy S23 Ultra rất nhiều bên cạnh chiếc Galaxy Fold 4 của mình. Đang rất Samsung quá đỉnh. Bạn nào muốn sở hữu một chiếc Galaxy S23 Ultra như mình thì click vào ngay đường link phía dưới nhé. Xong quét lên đời Galaxy S23 Ultra chỉ từ 8 triệu đồng thôi.